À, kính thưa quý vị, hình bên phải chúng ta đó là kết quả của một cái hiệu ứng khá đặc biệt và hiệu quả trên Photoshop, đó là hiệu ứng mặt nạ lớp. Mặt nạ lớp cho phép ta làm mờ chồng vùng ảnh nhưng đồng thời cũng có thể cho ông ta lấy lại một cách rất là dễ dàng. Chúng ta sẽ thực hiện màn này như sau. Chúng ta mở hình gốc lên, chúng ta nhấn F7 để bật cửa sổ layer. Trên lớp ảnh chúng ta sẽ nhấn vào biểu tượng tạo mặt nạ lớp trên cửa sổ layer là Add Layer Mask. Chúng ta add vào đây một mặt nạ. Và sau đó chúng ta sẽ vẽ vùng tròn trên vùng ảnh này. Mình chọn hình ellipse, nó vẽ được to thế này đây. Chúng ta sẽ cho hiệu ứng feeder khoảng cỡ 80 pixel. Và ta nhấn Shift F7 lấy ngược bên ngoài. Ta phải chọn vào lớp layer mask chứ không được chọn vào lớp hình. Chúng ta chọn lớp layer mask để thực hiện mọi việc trên lớp layer. Chúng ta nhấn vào phím là Ctrl Delete để tô màu đen trên mặt nạ lớp. Hoặc chỗ nào màu đen thì chỗ đó sẽ bị vùng ảnh sẽ bị che khuất đi. Ta nhấn thêm một lần nữa, bấm ngay cho đây bỏ. Bây giờ giả sử chúng ta thấy nó tô nhiều quá trên cái lớp hình này, chúng ta lấy lại thì rất đơn giản, ta chỉ cần chọn vào công cụ gục tẩy và ta sẽ xóa trên ảnh này, coi như xóa mất, và ta đảo màu đen lên trên, có nghĩa là ta sẽ lấy lại rất đơn giản, có thể vừa lấy lại hoặc vừa xóa mất đi. Và ta thấy rằng cái hiện tượng làm mờ chồng với mặt nạ lớp cực kỳ hiệu quả, và chúng ta nên vận dụng cái này vào trong việc thiết kế ghép nền chúng ta cũng rất là hay.